Xin chào các bạn, Ngọc Anh rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của tin tức mới và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ, hãy cùng với mình theo dõi nhé! Xác định nguyên nhân khiến thiếu nữ nhảy cầu Nhật Tân tự tử, tự bơi được vào bờ Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân khiến thiếu nữ 15 tuổi nhảy cầu Nhật Tân tự tử vào tối ngày 30 tháng 8 là do bị bố mẹ ép về quê, Đêm 30 tháng 8, một vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội xác nhận việc vào tối cùng ngày, một cô gái nhảy từ lan can cầu Nhật Tân xuống sông Hồng tự tử. Theo vị này, sau khi rơi xuống sông Hồng, cô gái tự bơi vào bờ và được mọi người đưa đến viện cấp cứu, điều trị nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Qua xác minh, cô gái 15 tuổi, quê Tuyên Quang, hiện đang trọ tại địa bàn cầu giấy Hà Nội. Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến việc thiếu nữ nhảy cầu Nhật Tân tự tử là do bố mẹ bắt về quê. Anh Vũ Ngọc là người đầu tiên phát hiện sự việc và hô hoán mọi người giúp đỡ, đã kể. Vào khoảng 19 giờ tối 30 tháng 8, anh di chuyển trên cầu Nhật Tân theo hướng Hà Nội, Đông Anh. Khi lên cầu đi hết cột trụ thứ nhất, chuẩn bị tới cột trụ thứ hai thì thấy cô gái trẻ đứng khóc ở ngoài lan can. Thấy vậy anh Ngọc vội dừng xe xuống khuyên bảo cô gái đi vào bên trong nhưng không được. Sau đó anh này vẫy người đi đường dừng lại khuyên bảo cùng. Khi mọi người đang đứng khuyên can thì cô gái bất ngờ ngả lưng về phía sau rồi nhảy xuống sông Hồng. Anh Vũ nói, sự việc diễn ra nhanh quá khiến tôi bùn ruồn sợ hãi. May mắn cô gái không bị làm sao, nếu không tôi sẽ bị ám ảnh cả đời. Trước đó vào tối 30 tháng 8, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ nhảy cầu từ lan can cầu Nhật Tân xuống sông Hồng tự tử, khiến nhiều người dùng mình và sợ hãi. Theo nội dung trong đoạn clip, cô gái đứng trên thành cầu Nhật Tân, quay mặt về phía đường xe đi lại. Lúc này có nhiều người đứng bên trong lề đường ra sức khuyên cô này bình tĩnh, không nghĩ quẩn. Tuy nhiên cô gái lại bỏ mặc lời khuyên của mọi người, bất ngờ ngả người về phía sông Hồng rồi rơi xuống bên dưới, sự việc diễn ra bất ngờ khiến mọi người la hét sợ hãi. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin ngày hôm nay của tin tức mới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn được cập nhật nhanh nhất những tin tức mới nóng hổi đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.